xin chào cả nhà. Tiếp tục hôm nay chúng ta đi cái đường Đồng Khởi vào ban đêm. Vào ban đêm đường Đồng Khởi trung tâm quận nhất. Nó sẽ như thế nào? Trung tâm Sài Gòn nó sẽ như thế nào vậy? Vào ban đêm ở Đồng Khởi. Lấy xe nhớ chừa cái bảo hiểm cho mình. Nó bảo hiểm
ủa mà lét trời, cái đường phố đi bộ Nguyễn Huệ nha, tấm lét sáng rồi. Đây là bến Bạch Đằng nha cả nhà, nằm trên đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ nằm trên giao nhau với là bến Bạch Đằng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, có những khách du lịch Tây luôn đó chị, Tây đi du lịch. Rồi tụi trẻ này hùng nhau. Đây à. Đi qua, đi ra cô chú anh chị, xe em để ngoài trước rồi không ai coi. Đi xe buýt không? Này xe buýt Sài Gòn đi vòng vòng để mình lại xem coi xe này nó có cái gì. Chưa có khách hả chị? Dạ. Chưa có khách hả? Chưa. Chưa khách rồi đi. Từ khách khách đây đi nhiều không? Hả? Khách đây đi nhiều không? Nhiều. Dạ. Đi không? Đi không? À đi nhiều xe em để đây rồi. Xe em không phải coi xe rồi, mắc cái xe không có xe máy em đi rồi. Có bảng giá đó. À, có bảng giá để coi bảng giá. Bảng giá xe tôi có này dịch vụ 8 120 250 40.000 80.000 hơi chiếu mới 30 phút, đi 30 phút đồng xe, đi vòng quanh là 120.000 đến. Này là trước, ủa sau bị mỗi phút là tặng thêm với 40.000 80.000 đồng xe, 60.000 trăm một điểm đón điểm trả hồn 60.000 120.000 cái này so 7 người trở xuống không, cái này so với xe buýt mà chở ở cao tầng á thì cái giá như thế nào? Giá đây là 7 người thì 7 người trở xuống chuyến tính chuyến cái đây chuyến vậy là 30 phút 250 250 ồ 7 người vậy lỡ quá rồi, 7 người là lợi, còn ban ngày thì rẻ hơn nữa, ban ngày có 120 ở trên kia chỉ có được ngắm từ trên cao thôi chứ trên kia là đây là mình được vô đường Bùi Viện luôn không, cái nào cũng vậy, cái nào nó cũng có cái giá không, đó còn cái giá cái xe cao mình không vô Bùi Viện được nhưng mà nó qua cầu kia được cái này vô Bùi Viện luôn à, vô Bùi Viện luôn á như chị chia sẻ là vô Bùi Viện luôn á, đi nhiều hơn là buýt á. Cái này vô tầng. Bùi Viện mà được ngắm mấy em nhảy nhót rồi cái không khí trong đó nó vui, nhạc đồ hay. Buổi tối thì có Bùi Viện hay nhất. Là mình chạy xe vô thì nó an toàn, không có gì bộ dưới. Mà chỉ có xe đi được vô à? Lái này cũng phải có bằng ở dưới vô. Bằng B2 à. Đi không bằng hả? Em đi làm video. Video hả? Video làm vlog. Là em.
để ra xe để bển không? Xe đó đó, ok ok ok, cảm ơn chị. Tối vui vị đẹp lắm. Dạ dạ. Thì vừa điền vừa nhạc vừa người cha sáu muốn. Không, cái đó em biết mà, em biết mà em. Em ở Sài Gòn em biết mà. Bữa có hai cái ông Hàn Quốc á, ông đi đi quay á. Ông đi trên đây nè. Dạ. Vui vị đi vòng 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 quay ông nói ông quay cho biết livestream á. Rồi, cảm ơn chị. Mình đi ra cô chú anh chị. Dạ dạ dạ. Rồi rồi. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn chị nhiều nha.